Văn Thành, địa chỉ tổ 25, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam. Năm 2015 tôi không may mắc căn bệnh ung thư thực quản. Được tin bên bệnh viện Quảng U Biếu Quảng Châu, tôi đã sang bệnh viện Quảng Châu, tôi được bác sĩ và đội ngũ y giáo sư bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Nay bệnh tình của tôi đã khỏe và cả thuyên giảm nhiều. Những phương pháp điều trị gồm có lút mạch, hóa trị và xạ trị. Trước khi mắc bệnh thì tôi thường ăn cảm thấy có những nhận biết là ăn nó nghẹn, cảm giác nghẹn, đau tức vùng ngực. Sau đó đi kiểm tra thì được bác sĩ coi như là chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn 2. Xem qua trên mạng và người bạn bè người ta đã qua bệnh viện Quảng Châu người ta chữa và người ta giới thiệu sang đây là sang văn phòng liên hệ. Nói chung mới đầu thì tư tưởng cũng hơi suy sụt, nhưng mà sau thì mình cũng tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ giáo sư và mình bình tĩnh mà. Tư tưởng phải lúc nào cũng phải nghĩ là chiến thắng bệnh tật, vươn lên khắp mọi cách để vươn lên. Và khối u thì nó cũng thu nhỏ dần sau mỗi đợt nút mạch. Bây giờ thì ăn nó cũng đỡ giảm được độ 80%. Nói chung bây giờ là thể trạng bây giờ là nó trở lại bình thường. Lúc mới bị thì là nó cũng sụt cân, sụt là 4-5 cân. Nói chung là không có tác dụng, không thấy có, chỉ có rụng tóc thôi. Đầu tiên truyền hóa chất vào thì nó rụng tóc. Chúng tôi thì tôi và bản thân tôi nhận xét rằng là các trang thiết bị của bệnh viện cũng như là các đội ngũ có tay nghề của giáo sư bác sĩ ở đây là cũng tốt và tay nghề cao. Và nếu mà không may mà những người mà không may mà mắc phải căn bệnh như tôi thì cũng yên tâm và điều trị chữa bệnh, tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ giáo sư bác sĩ ở bệnh viện. Chúng tôi cũng gửi lời coi như chúc những người mà không may mắc bệnh như tôi thì hãy tự tin vào đội ngũ giáo sư bác sĩ của bệnh viện và hãy bình tĩnh chữa bệnh, cố gắng vượt lên coi như mọi bệnh tật. Chúng ta tôi cũng chia sẻ với những người bệnh là khi mình đã mắc bệnh rồi thì phải tuyệt đối là tin tưởng giáo sư bác sĩ, đội ngũ giáo sư bác sĩ và coi như chấp hành nghe theo những lời căn dặn của các bác sĩ giáo sư là lên kiêng cái gì và lên ăn những cái gì. Tuyệt đối là phải chấp hành tốt những cái nội quy của bác sĩ giáo sư coi như là yêu cầu.